Vâng, xin mời Hồng Hoa. Toàn, tên gì nhỉ? Đấy. Toàn Thanh. Vâng, xin mời Toàn Thanh ạ. Cái này từ yêu cầu của 86.400 khán giả có mặt tại màn đêm ngày hôm nay. Xin mời Toàn Thanh di chuyển sân khấu ạ. Và xin mời. Kính thưa quý vị thân mến, có những cặp đôi hoàn hảo lên đây, và có những cặp đôi vì hoàn cảnh bị mời nên lên đây. Quý vị ơi, nên là trên này sẽ có những cặp đôi hoàn hảo và có những cặp đôi hoàn cảnh quý vị nha. Vâng. Và kính thưa quý vị thân mến, trên sân khấu chúng tôi đang là 4 cặp đôi. 1, 2, 3, 4 và 5 cặp đôi vô cùng đặc biệt có mặt trong đêm tiệc ngày hôm nay. Và game show tiếp theo mang tên gọi cặp đôi hoàn hảo quý vị ạ. Nên là bây giờ trên tay MC đang cầm những tập giấy màu như thế này, sẽ gửi cho những thành viên của chúng ta vui lòng nhận trước, sau đó MC sẽ thông lực chơi sau quý vị nha. Trật đường ray không, từ từ biết nha. Rồi rồi, game show mới đầu tiên. Đó là xin mời những thành viên chúng ta vui lòng nhận giúp MC những tập giấy màu như thế này. Vâng, xin mời những thành viên nhận những tập giấy màu như thế này nha. Rồi, ok. Ok và yêu thương. Rồi, đúng 5 cặp đôi đã nhận những tập giấy màu từ MC. Đó là ngay lúc bây giờ chúng tôi muốn không khí thêm phần sôi động hơn nữa, nên là bây giờ xin mời anh số 1 đổi qua anh số 2, anh số 3 đổi qua anh số 4 và anh số 5 đổi qua anh số 3 giùm em. Cho mượn xíu trả lại đi. Mượn một xíu. Anh số 3 đổi qua anh số 4, anh số 5 qua anh số 3. Rồi. Rồi ok. Rồi ok, 1, 2, 3. Rồi anh qua số 1 luôn, trời. Yêu thương. Bây giờ không biết về chỗ nào luôn chị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đứng đối diện vào nhau ạ. Đứng đối diện vào nhau và đưa phần eo mình về vị trí sân khấu nha. Bây giờ khi MC bật nhạc DJ thì quý vị sẽ dán lên người đối diện, chỗ nào yêu nhất, ghét nhất, thương nhất thì mình dán vào người đối diện giúp MC. Mở ra và cái tập giấy màu này có thể bóc được và dán lên người đối diện. Đủ 5 màu quý vị nha. Rồi DJ lên nào. Dán lên người đối diện nào. Bóc ra và dán lên người đối diện nha. Đủ 5 màu, chỗ nào yêu nhất, ghét nhất, thương nhất, dán lên nào. Đây. Chỗ nào yêu nhất, ghét nhất, thương nhất, dán lên, dán kín nào. Rồi dán kín nha. Màu nào, chỗ nào yêu nhất, ghét nhất, thương nhất, dán lên nào. Người đối diện, dán kín lên, dán kỹ nha. Nhất. Trời ơi, yêu thương, chỗ nào yêu nhất, ghét nhất, thương nhất. Và khi dán xong không được động đậy luôn nha. Người đối diện để nguyên vị trí nha. Dán lên người đối diện đủ 5 màu. Cặp đôi nào đủ 5 màu đầu tiên đưa tay lên nhận quà ngay từ ban tổ chức nào. Rồi đã đủ 5 màu chưa? Lưu ý dán đừng để rớt màu nha. Dán đừng để rớt màu, con trai xuống sân khấu nè. Màu tím nè. Màu tím, ba tím chưa có đúng không? Ok, lưu ý đủ màu nha. Rồi đủ màu nha, cặp đôi nào đủ 5 màu giơ tay lên nào. Rồi cặp đôi số 2 đủ 5 màu. Số 1 đủ chưa? Rồi đã đủ chưa? Bóc ra dán lên người đối diện nè. Rồi bóc ra dán lên người đối diện nha. Rồi cặp đôi số 2 đủ rồi nhúng. Nhảy mình cùng nhúng. Hết 3 đã đủ rồi thì mình nhảy rồi mình cùng nhúng. Số 1 đã đủ luôn đúng á. Rồi thank you đi đây. Rồi mượn rồi, mới vừa rồi mượn rồi bây giờ trả. Bây giờ ai về nhà nói giúp em? Tức là thành viên nào về thành viên nhà nói giúp em? Trời ơi, dán kính vô sao rớt nhiều vậy? Yêu thương luôn, dán vô, kính vô. Rồi mời con trai về vị trí, không được lên khu vực nha, nhận quà rồi. Rồi, khi đã về rồi dán lên người nè. Ok, rồi đứng đối diện vào nhau. Dán kính vào. Màu này dán kính vào nha.
Rồi bây giờ rap IQ chuẩn bị. Rap IQ chuẩn bị nha. Nên là bây giờ khi lên nhạc, MC hô màu nào thì màu đó lập tức chạm vào nhau. Và khi chạm vào nhau, chúng ta cùng nhau nhún nhảy, không được bóc ra nha. Không được bóc ra, dùng thân thể mình chạm vào người đối diện chứ không được bóc ra nha. Trời ơi, dám gì mà bây giờ còn mấy màu vậy trời. Đây này, trời ơi yêu thương. Rồi đây, yêu thương dán luôn, cho luôn. Cho luôn, dán luôn. Rồi đủ 5 màu. Ai không đủ tự giác về vị trí nha. Rồi ok. Dạ, cảm ơn kêu lên nha. Nhúng 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 mà ta cùng nhúng nhúng nhúng. Cặp đôi nào nhúng nhảy vừa đẹp vừa độc đáo mà vừa lạ. Vừa có những động tác hay thì cặp đôi đó sẽ nhận quà từ ban tổ chức quý vị nha. Màu xanh, màu xanh, màu xanh chạm với màu xanh đối diện, đứng đối diện chạm vào. Màu xanh, màu xanh, màu xanh chạm với màu xanh, mình cùng nhúng 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 rồi mình cùng nhúng nhúng nhúng. Màu tím, màu tím, màu tím chạm với màu tím, mình cùng nhúng 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 rồi mình cùng nhúng 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 rồi mình cùng nhúng nhúng nhúng. Màu vàng, màu vàng, màu vàng chạm với màu vàng, mình cùng nhúng 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 rồi mình cùng nhúng nhúng nhúng. Màu cam, màu cam, màu cam chạm với màu cam, mình cùng nhúng 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 rồi mình cùng lắc lắc lắc. Màu tím, màu tím, màu tím chạm với màu tím, Tết yêu đi dây. Rồi đứng yên, đứng yên, chạm xong đứng yên. Màu tím chạm vào, trời ơi. Rồi đứng yên. Màu tím có không? Màu tím đâu rồi? Rồi chạm vào, trời ơi. Rồi bây giờ khi MC hô cặp đôi nào mà quý vị bên dưới cảm thấy nhún nhảy đẹp nhất, độc đáo nhất, mà tuyệt vời nhất, với động tác hay nhất, thì quý vị cho vỗ tay lớn để cặp đôi đó được nhận quà quý vị nhá. Và 1, 2, 3, 4, 5. Và bây giờ xin mời phần thẩm định tất cả quý vị bên dưới. Cặp đôi số 1. Trời, cặp đôi số 1, cặp 2 vũ trời. Cặp đôi số 2. Hơn cặp đôi số 1 xíu. Cặp đôi số 3. To hơn số 2, số 1 xíu. Chứ có người nhà đi theo. Rồi cặp đôi số 4. Ngang số 3. Cặp đôi số 5. Rồi 5, 1, 2 về vị trí. Nha, nhỏ quá. Bố nhỏ quá. Rồi xin mời. Và hai cặp đôi này là hai